Vâng. Và chúng tôi bắt đầu đến với phần dạy học của bạn Bi Béo với em Táo và em gì nhỉ? Tôi tên là An. Rồi, bắt đầu. Rồi. Một cộng một là bao nhiêu? 1 cộng 1 bằng bao nhiêu? Đây. Đi. Đây. 1 cộng 1 gói tăm. Cộng 1 gói tăm bằng bao nhiêu gói tăm? 2. Bỏ gói tăm đi, thế 1 cộng với 1 là bao nhiêu? 2. Đúng rồi. Đây lại 1 gói tăm cộng 1 gói tăm bằng bao nhiêu gói tăm? Thế 1 cộng 1 là bằng bao nhiêu? Đúng rồi. 1 cộng 1 bằng bao nhiêu? 2 cộng 1 bằng bao nhiêu? 3 3 cộng 1 bằng bao nhiêu? Đây này, cái 1 cộng 1 bằng bao nhiêu? Nói lại. 2 cộng 1 bằng 4. Hả? Hai. 1 cộng 1 là 2. 2 cộng 2, tôi được đây bé chế lại được. 1 cộng 1 là 2. 2 cộng 1 bằng 3. 3 cộng 1 bằng 4. 4 cộng 1 bằng 5. 5 cộng 1 bằng 6. 6 cộng 1 bằng 7. 6 cộng 1 bằng 7. Để nó. 6 cộng 1 bằng 7. 7 cộng 1 bằng 8. 8 cộng 1 bằng 9. 9 cộng 1 bằng 10. Như các em có thể thấy, tác giả của bài văn 1 cộng 1 bằng 2 đã rất là có nhiều nỗi sầu mang nặng trong lòng để viết ra được một bài hát thật là ý nghĩa và sâu sắc đến như thế. Ngay câu đầu tiên chúng ta có thể thấy 1 cộng 1 bằng 2. Thoải mái, em giỏi. Em đã nắm rõ tất cả các ý mà tác giả gửi gắm trong lời bài hát này. Ôi trời ơi, tôi thật là tự hào khi có một học sinh như em. 1 cộng 1 là bao nhiêu? 2. 2 cộng 1 là bao nhiêu? 3. Thế 1 cộng 1 bao nhiêu? 1 cộng 1 bao nhiêu? 2. Tốt, giỏi, khen em. Tốt, em giỏi. Anh ngưỡng mộ này. Rồi. Anh ngưỡng mộ này. Tiếp tục. Anh thần tượng này. Bây giờ tiếp theo 2 cộng 1 bao nhiêu? đúng rồi. 3 cộng 1 bằng bao nhiêu? 4. Đúng. Rất giỏi. Khen đi. Rất giỏi. Khen đi, khen mỗi thế. Can thiệp vào đời tư của anh như nhỉ? Để yên cho em học sinh được thầy giáo. Em phải khen cho anh có rất giỏi, tao là học sinh xuất sắc nhất trường. Từ giờ anh đi dạy. Và đây là học sinh đầu tiên anh đi dạy. Nói lại anh. Tao rất giỏi, tao là học sinh đầu tiên giỏi nhất trong trường. Và tao là học sinh đầu tiên của anh đi dạy. Và tao là học sinh đầu tiên trong cuộc đời dạy học của anh đi. Mặc dù anh mới dạy được một người thôi. Đúng rồi. Rồi anh, tiếp rồi. 4. Bữa đây đang bao nhiêu cộng bao nhiêu ở Táo? 1 cộng 3. Anh em hỏi Táo tàn phiền đâu? Em chỉ muốn nhắc đâu. Từ lúc sinh ra rồi là anh nghĩ An rất là nhiều. Cái xưa bằng An luôn may mặt này không để đấy. Lúc mà con vênh này, cái thằng kia mày làm ra giường để tao đánh rồi. Còn An thì thôi nhá, không được như thế nhá, An không chịu anh nữa nhé. Rõ chưa? Rõ. nói tiếng Việt rõ. Rõ rồi thì quay sang dạy học giáo. Đều là cái ăn. Thầy nghiêm khắc đấy, thầy kinh khủng. 3 + 1 bằng 4. Tôi xin lỗi, tôi hỏi thầy tại sao thầy lại phải nghiêm khắc như thế, thậm chí là với trợ giảng của mình. Tại vì từ lúc sinh ra đến giờ là bao giờ thời điểm nào mà tôi đang làm một việc gì đó rất quan trọng thì trợ giảng của tôi đều trên vào. Thế nên là lâu lâu thì giọt nước cũng phải tràn đi. Và phải nghiêm khắc như vậy. Thế còn An thấy thế nào khi mà anh Bi nói như vậy? Nói to. Tôi thấy là thấy rất tiếp thu về đây. Tiếp thu và nghiêm khắc thế có cần không? Rất cần. Rồi tốt. Đây rồi bạn Táo. Rất dễ đấy. Bạn Táo lớp học hôm nay thế nào bạn Táo? Nói đi. Làm sao? Chả làm sao cả. Rồi. Đây. Thế còn thầy Bi dạy thế nào? Tốt. Hả? Tốt. Thầy đẹp trai. Đẹp trai hơn bố của thầy. Nói đi. Đẹp trai hơn bố của thầy. Kìa. Thầy xuống học sinh giáo xuất ra. Rồi rồi. Táo. Một cái bù lỗ nhậu. 2. Tốt. 2 cái bù lỗ nhậu. 3. Tốt. 3 cái bù lỗ nhậu. 2. 3 cái bù lỗ nhậu. Bây giờ Táo. 1 cộng 1 là bao nhiêu? 2. 2 cộng 1 là bao nhiêu? 3. 3 cộng 1 là bao nhiêu? 2. Bây giờ Đó. Nào, đợi từ từ. Nào, bây giờ để tôi hỏi thầy. Thầy dạy bạn Táo thế nào? Tôi cảm thấy là dạy bạn Táo này, dù mới dạy đến, thậm chí bạn Táo còn chưa biết số 4 là từ thế nào cộng từ thế nào, mà đã vất vả này rồi. Thì tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những thầy cô giáo đã dạy tôi từ hồi mẫu giáo cho đến lớp 6 hiện tại, vì đã rất vất vả. Kể cả khi tôi mất gốc thì các thầy cô vẫn cố gắng tìm hiểu cũng như là giảng dạy rất là kỹ càng cho tôi để bọn tôi được hiểu bài và có kết quả điểm các thứ được tốt nhất. Và không chỉ riêng các thầy cô mà đã dạy tôi đâu, mà tôi còn muốn gửi đến tất cả các giáo viên ở trên toàn thế giới này, tại vì họ đã có một sự nghiệp vĩ đại và lòng kiên kiên định, rất là chưa phải lòng kiên trì, chính xác, vâng, lòng rất là kiên trì để dạy những em học sinh như Thảo. Rồi, lòng rất là kiên trì để dạy những em học sinh như Thảo. Khen Thảo rất giỏi, nhưng mà em cần phải học lại cái phép tính 3 cộng 1 nhé. Tính cho kỹ vào em.